Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành tiêu hủy 62 khẩu súng hơi, súng tự chế các loại, đồng thời tiêu hủy 21 súng kiếp, 14 súng hơi cồn, 13,5 kg đạn chì. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tiêu hủy 44 linh kiện ráp súng tự chế, 12 dây pháo tép, 143 quả pháo trứng và pháo tự chế, 13 hộp pháo hoa nổ, 35 quả pháo bi, 144 sát pháo, 267 dao kiếm gậy sắt các loại và 5 đồ chơi nguy hiểm. Các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được tiêu hủy đợt này chủ yếu do người dân tự giác giao nộp. Trước khi tiến hành tiêu hủy, Công an huyện Bó Lâm đã tiến hành kiểm tra, phân loại theo quy định, đồng thời thành lập hội đồng tiêu hủy, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối. Toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nêu trên đã được tập kết để đưa vào máy cắt nhỏ tháo rời, pháo được nhúng vào nước, đảm bảo các loại vũ khí không còn khả năng tái sử dụng và không gây ảnh hưởng đến môi trường. Việc thu hồi tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.